xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tủ sách của em. hôm nay huy an muốn chia sẻ cho các bạn câu chuyện Xin cậu bé bút chì. câu chuyện xoay quanh về Xin và các bạn bè của Xin. Xin là một cậu bé tinh nghịch và lém lỉnh. câu chuyện này đã giúp mình giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ học. còn các bạn thì sao? các bạn thích câu chuyện nào hãy kể cho huy an nghe nhé. còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại.